Chào các bạn, chúng ta tiếp tục với bài số 3, chương 8, lạm phát và thất nghiệp. Bài này về như sau. Lãi suất danh nghĩa là 7% năm, tỷ lệ lạm phát là 3% năm, mức thuế suất đánh vào thu nhập trên tiền lãi là 10%, tính lãi suất thực tế sau thuế. Chúng ta trước khi cái bài này, chúng ta cần đọc lại bài của phần tác hại của lạm phát, thu nhập từ lãi suất cũng bị đánh thuế, thì ta sẽ có cái bảng như thế này. Bảng này ta cần có tâm lý định nghĩa lạm phát này, lại thêm nghĩa tính như sau. Mọi người trong chương 8 nhé, 8.1.5 thì chúng ta có mục 8.5, chúng ta tính như sau. Đầu tiên ta có lãi suất danh nghĩa như đã nêu bài là 7%, lạm phát 3% ở hàng hai đây. Thế thì ta có thể cái này là lãi thực tế sẽ bằng là 4%. Thằng trên thì dưới thôi. Còn thuế là 10, thuế là 10%. Do đó cái thuế trên cái lãi danh nghĩa này là 0,7%. Lãi suất danh nghĩa sau thuế ta trừ đi. Đây là anh lãi này, trừ đi thuế là còn 6,3. Lãi suất thực tế sau thuế là sau khi đã trừ thuế rồi, ta ấy trừ tiếp lạm phát 3%, vậy là còn 3,3%. Đó là lãi suất thực tế sau thuế. Bài này cũng như bài số 2, chủ yếu nặng về nhớ công thức thôi. Và mọi người cần thuộc lòng cái bảng đó. Làm tài chính thì thuộc nhiều lắm. Đó, chỉ vậy thôi. À, nếu mọi người có comment gì hoặc có bình luận gì thì ghi phía dưới mình sẽ trả lời hết nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ quay lại trong bài số 4 trong video tới. Chúc mọi người thi tốt.